Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về tử vi vận hạn của những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Thường thì anh sẽ chọn những cái tuổi mà xấu để làm video. Cái tuổi mà có trung bình hoặc khá thì anh lại ít làm, cho nên là cái tuổi Bính Dần ở trong cái năm Tân Sửu này nó cũng không phải là một năm quá khó khăn nhìn từ nhiều mặt, cho nên là anh không làm, tính là không làm, nhưng mà có rất là nhiều em trải qua cái tháng tư không được tốt đẹp, khi mà tháng Dần tuổi Dần gặp tháng Tỵ nhiều cái xung khắc, lại là một cái tháng Thủy làm cho các em có nhiều cái việc không tốt đẹp, rồi xong các em nhắn tin là thôi anh Ba ơi sao không làm Bính Dần này kia. Chính nhìn nhiều cái người yêu cầu cho nên là mình sẽ xem xét và làm luôn. Thì ở trong cái năm này thì do chỉ là cái sao Thủy Diệu, thì thường là có cái sao Thủy Diệu mà chiếu mệnh thì gia đạo tình cảm, cái chuyện mà liên quan tới tình cảm hoặc là cái quan hệ trong công việc xã hội thì nó không được tốt đẹp, mà làm cho người Bính Dần nữ mạng cảm thấy cái đau đầu khó chịu, cho nên là có thể cũng vì cái đó mà các em có yêu cầu nhiều. Thì để đáp lại những cái lời yêu cầu của các em thì mình sẽ chia sẻ cho các em với những cái kiến thức cơ bản về tử vi để mà các em có cái nhận định nó tốt đẹp hay là xấu như thế nào để mà mình có những cái tháng còn lại của năm Tân Sửu mình ứng dụng để có thành công. Đầu tiên hết là những người Bính Dần thì xét về dương lịch thì sẽ là những người sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 đến ngày 28 tháng 1 năm 1987, là những người chịu sự chi phối của cái thiên mệnh tuổi Bính Dần. Bản mệnh là lư trung hỏa, tức là lửa trong lò, nhưng có cái chữ Bính, đặc biệt là Bính Đinh mà nằm trong lô trung hỏa, thì cái lô trung hỏa này không phải là cái lò nhỏ, mà cái lò này là lò luyện ra trời đất, cho nên vốn dĩ của những người mà Bính Dần là đặc điểm là nóng nảy, cả nam lẫn nữ. Người ta nói trai Đinh Nhâm thì tốt, nữ quý Bính thì cũng tốt cả về mặt tình duyên. Tuy nhiên Bính Dần vì cái sự nóng nảy của lô trung hỏa này, lửa lò luyện ra trời đất mà, cho nên nóng nảy lắm, dễ có cái chuyện không tốt đẹp trong hôn nhân gia đạo, thậm chí là khó định duyên. Thì vì sao? Quá nóng nảy. Đôi khi trong tình cảm là đâu có cái gì là hoàn hảo đâu, nhưng mà đụng chuyện một cái ào, người ta sợ, người ta thấy cái con này nó dữ quá, thế là không có tiến tới cái việc hôn nhân, hoặc là hôn nhân sẽ bị gãy đổ. Đó là do cái khuyết điểm của người Bính Dần, chứ không phải là người Bính Dần vốn dĩ là người có cô thần quả tú gì cả ha. Rồi vận vào năm như thế này thì là năm nay xét về mệnh là một năm thổ. Người mệnh hỏa gặp năm thổ là sinh sức về bổn mệnh và sức khỏe có chút không tốt đẹp. Đặc biệt là khi mà sinh sức về bổn mệnh như này, phúc tinh và tài tinh trong tọa cung tiểu vận và tọa cung tiểu hạn sẽ không phát huy nhiều tác dụng, mà cái phá và bại tinh nó sẽ phát huy nhiều hơn. Sao của năm là sao chủ của năm là sao Thủy Diệu. Người ta nói đây là một cái có thể kêu là hung tinh, bởi vì sau này thường đem đến chuyện buồn phiền trong gia đạo, đặc biệt là sau này rất là dễ gặp sự chia lìa ở trong cái gia đạo của mình, tức là trong nhà dễ có tan khi nếu như mà cái tan môn nó đáo cung hạn. Sao Thủy Diệu thường thì không tốt cho cái việc gia đạo tình cảm hoặc là có chuyện buồn đưa tới, tuy nhiên công việc làm ăn thì không có đến nỗi xấu, sẽ thậm chí là có tài lộc nhưng mà không lớn. Hạn của năm là hạn toán tập, hạn ngày chủ công việc làm ăn cũng như cuộc sống không có tốt đẹp, gặp nhiều va vấp và trở ngại khó khăn. Vận niên của năm thì được một cái vận niên rất tốt đẹp, đó là vận niên Kê Hồi Viên. Người ta nói khi mà Kê Hồi Viên tức là gà về vườn, dịch như vậy thì nhìn chung ở cái việc mà gà về vườn thì biết rồi, cái hình tượng nó là đã thấy ngon rồi ha. Gà mà về vườn là có ăn có sung sướng ha, no bụng, không có vấn đề gì nhiều. Để có thể hiểu ở trong cái giai đoạn của xã hội là làm ăn có tiền. Đó là hình tượng con gà được thả vào vườn, báo hiệu một năm Tân Sửu nhiều thành tựu đối với người nữ mạng Bính Dần. Công việc làm ăn có thể thuận thành tấn tới, làm việc gì hay xuất hành đi xa thì không có nhiều trở ngại. Nhưng mà năm nay do là cái bổn mạng sinh xuất thì tránh đi vùng sông nước ở những tháng hè. Đó. Thiên can thì chữ Bính của Bính Dần hợp với chữ Tân. Đấy là cái bộ thiên can thuộc ngũ hợp. Thường người ta nói là thiên can thuộc ngũ hợp chủ tốt về mọi việc, cho cái làm ăn may mắn, cho quan lộc hanh thông. Nếu mà các em nào mà làm trong con đường cơ quan hạng sử nhà nước thì đây là một năm có thể thăng quan tiến chức hoặc là lên lương lên thưởng. Còn địa chi Sửu Dần thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng thì chủ về mặt tử vi, cho nên là đây là một năm chủ về gia đạo, không có quá nhiều cái xung đột, chứ không nói đến cái chuyện tan chế hay là chia lìa. Mình nói bệnh tật của người già rồi này kia thì mình không nói nha, tức là không có sự quá xung khắc ở trong gia đạo tình cảm của vợ chồng. Rồi đó là nhìn cái ở bên ngoài của cái tử vi. Thì bên cạnh có cái thiên can thuộc ngũ hợp, vận niên được kê giáp viên sao thì không xấu cho việc làm ăn, chỉ xấu cho việc gia đạo tình cảm, dễ gặp cái chuyện không tốt đẹp trong tình cảm, thị phi tai tiếng thôi, chứ không phải là sao xấu về làm ăn. Như vậy thì xét chung, nếu mà chấm điểm thang điểm thì có thể chấm điểm 6 ở điểm 6, 6 điểm rưỡi ở trong cái thang 10 của cái về công việc làm ăn mọi thứ ha. Bây giờ mình xét coi tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn nó sẽ ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức. Đây là bộ sao ý nghĩa Mộc Dục nhưng lại có Đại Hao, Thiên Trù, Đào Hoa. Nếu như mà cái này mà cọ cung tiểu vận như thế này á, các em nào mà đang gọi là cô đơn thì sẽ rất là dễ có tình cảm tốt đẹp. Đào Hoa, Thiên Việt mà Nguyệt Đức, Mộc Dục tức là mong muốn của mình có được một tình cảm tốt đẹp để mà thoát khỏi cái kiếp cô đơn thì rõ ràng rất tốt đẹp. Tử Phù đi với Đại Hao, tuy nhiên sẽ có hao tốn ở trong có cái khoản gì đó mình phải chia ra mà nhiều khi mình không biết tới ha. Tọa cung tiểu hạn tức là cung xung chiếu thì có Tử Phù, Trực Phù và Bác Sĩ. Bộ sao này thường thì nói đến cái việc Tử Phù, Trực Phù mà đi trước Bác Sĩ thì thường là xấu về bệnh tật đau ốm, lâu ngày khó khỏi, sức khỏe có thể là suy kém. Đó là cung hạn của mình năm nay, không nặng về cái việc làm ăn mà nặng về bổn mạng và sức khỏe, cẩn trọng một tí xíu. Còn cung nhị hợp thì có các sao Phục Binh, Tuế Phá, Thiên Hư lại đi với Quan Đới. Phục Binh, Tuế Phá là những cái sự chống phá của con người, cộng với Thiên Hư là một cái vận thế không tốt đẹp liên quan tới Quan Đới. Có thể hiểu cái cung tọa cung nhị hợp như thế này, nó là cái cung tức là đối tác công việc ở bên ngoài ngoại biên của mình, thì có thể đây là một năm không tốt đẹp cho lắm, cẩn thận có người đưa mình vào cái bẫy hại mình, cẩn trọng trong tất cả mọi việc, thậm chí là liên quan tới cửa quan. Có chuyện buồn đưa tới trong cái quan hệ tình cảm vì bị Phục Binh và Tế Phá cộng Thiên Hư, cẩn trọng mắc chuyện cửa quan khi có Quan Đới áo trong cung nhị hợp. Còn cung tam hợp thì có các sao Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Kiếp Sát, Đường Phù, Hồng Loan, Địa Võng, Kình Dương Thiên Không đi với Phúc Đức. Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương đây là tốt đẹp về mặt giấy tờ, về cái việc gì đó. Còn Kiếp Sát đi với Đường Phù thì cẩn thận đi xa, nạn kiếp Hồng Loan. Cung tam hợp thì có Hồng Loan. Năm nay người Bính Dần là một nếu mà có tình cảm, thậm chí là đây là một cái năm có thể là có cái sự kết hợp cưới hỏi gì đó, vì có Hồng Loan đi sau Đường Phù. Nhưng Địa Võng Kình Dương Thiên Không, Địa Võng mà đi trước Kình Dương là cẩn thận cái đầu, coi chừng có nạn từ đất, có thể là té xe cái gì đó liên quan tới cái đầu ở trong những cái tháng xung. Thiên không Phúc Đức nhưng mà không quá nặng. Có Thiên không Phúc Đức đi bên sau, đằng sau thì có thể là xây xác hoặc chảy máu gì đó phần đầu. Kình Dương là cái đầu á, thì cẩn trọng một chút. Còn các cái giải nghĩa khác á, thì bộ sao này có thể là gia đạo có cái mâu thuẫn không tốt đẹp, xung đột thiếu hòa khí hoặc chuyện buồn đưa tới. Công việc, đầu tư, tiền bạc thì rõ ràng đây là một năm không thuận lợi khi có cung tam hợp như thế này. Rồi, đó là nhìn chung cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn cộng với sao hạn vận niên của cái người Bính Dần nữ mạng ở trong năm như thế này. Có thể tổng hợp và lại ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021 dựa trên sao hạn vận niên và các cái tọa cung tiểu hạn, tọa cung tiểu vận, thì đây là một năm không quá nặng nề trong công việc làm ăn. Tuy nhiên gia đạo tình cảm sẽ có những cái chuyện vướng mắc, đặc biệt là cẩn trọng trong cái việc ký tá giấy tờ khi có Phục Binh, Tuế Phá, Thiên Hư nằm trong cung nhị hợp. Cung mà nói về đối tác làm ăn, nói về cái những cái mối quan hệ ở trong công việc. Còn cung tam hợp là thì có Hồng Loan, thì chắc là sẽ, nếu mà các em nào mà có tình cảm thì chắc năm nay có thể là tiến tới cưới hỏi hoặc là có người cầu hôn gì đó ha. Rồi bây giờ thì tiếp tục là cái vận hạn của những tháng còn lại của cái năm Tân Sửu năm 2021. Có những tháng sẽ tốt, có những tháng sẽ xấu. Mình sẽ biết cái vận hạn của nó dựa vào cái kiến thức về tử vi như thế nào, để các em có thể mà phần nào đưa ra cho mình nhận định là tháng này nếu mình gặp chuyện xấu là cương tới bến hay là nhịn cho nó qua chuyện ha. Bây giờ thì đã là ngày 10 tháng 5 rồi, cho nên là mình sẽ nói từ tháng 5 trở đi, mình không nói ngược về trước, nó tốn thời gian của mọi người khi xem video. Tháng này là tháng 5 âm lịch, tháng 5 âm lịch là tháng Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ là một tháng kim. Như vậy thì xét về trụ mạng á, là người mệnh hỏa gặp tháng kim là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt, đề phòng có thể ốm đau hoặc là tai nạn nhẹ. Khi mà bị như vậy thì cái phúc tinh, tài tinh ở trong cái mệnh của mình nó sẽ yếu đi, phá và bại tinh nó dễ hoành hành. Thiên can Giáp Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng từ chủ về mặt tử vi. Giáp thì nạp âm ngũ hành là mộc mà Bính là hỏa, Giáp Ất thuộc mộc, thì như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Đây là tháng dễ có tài lộc nhưng không quá lớn ha, tốt. Về địa chi Dần Ngọ thì nằm trong cái bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất. Bộ tam hợp này á, thì sẽ tốt cho gia đạo tình cảm, mà thậm chí là nó còn tốt cho cả công việc nữa. Nếu như tháng này, tháng tư là một tháng xung về cái gia đạo tình cảm, có thể gặp rắc rối ở trong công việc, thì tháng này rất dễ gặp quế nhân hoặc là có cái người chỉ lối cho mình mà gỡ ra nó, công việc nó chỉ tiếp tục chạy. Rồi tiếp đến là tháng 6. Tháng 6 là tháng Ất Mùi, mà tháng Ất Mùi tiếp tục là một tháng kim. Như vậy cũng chẳng khác gì tháng 5 về cái mệnh, khi hỏa mệnh hỏa gặp tháng kim, bổn mạng khắc tháng, dẫn tới sức khỏe không được tốt. Cần cẩn trọng những cái bệnh nặng nhẹ ha. Thiên can thì cũng giống như tháng 5, khi Ất và Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, cho nên đây là thiên can, nạp âm của thiên can được tương sinh. Cũng giống tháng 5, tháng này rất dễ có tài lộc nhưng không lớn, đừng có quá mong cầu gì nhiều. Rồi địa chi Mùi Dần không xung không khắc, như cũng không có hình hại nhau ở trong cái thuyết về tử vi, cho nên có thể tháng 6 là một tháng tiếp tục tốt đẹp về mọi việc ở trong gia đạo tình cảm, không quá xung khắc đối chọi nhau. Rồi tiếp đến đó là tháng tháng 7. Tháng 7 âm lịch tức là tháng cô hồn của người Phật giáo, tháng cô hồn của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng Bính Thân này á, tháng 7 là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân là thuộc một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh á, người mệnh hỏa gặp tháng hỏa là đồng hàng, sức khỏe bổn mạng tốt. Mà khi mà bản mệnh được đồng hàng thì phúc tinh, tài tinh của cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn nó sẽ phát huy tác dụng của nó tối đa, đẩy lùi bớt cái phá và bại tinh. Thiên can chữ Bính của Bính Dần và Bính Thân là đồng hàng, vì vậy công việc của tháng này khá hanh thông thuận lợi, tốt đẹp. Ok rồi, địa chi là Dần, tuổi Dần tháng Thân. Đây là cặp địa chi lục xung, nằm trong bộ tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi. Dần Thân sát nhau cho nên là chính xung, còn có gọi là lục xung, cho nên tháng này gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái việc xấu xảy ra. Đặc biệt tháng này mà chúng ta có cái sao Thủy Diệu á, thì cẩn trọng những cái việc chuyện buồn của gia đạo đưa tới, và thậm chí là các mối quan hệ trong xã hội, trong làm ăn á, dễ có cái việc xấu không có tốt đẹp cho mình ha. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Trung Thu, đó là một tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu thì là một tháng hỏa. Như vậy cũng giống như tháng 7 khi gì hỏa của mệnh và hỏa của tháng là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không vấn đề gì phải suy nghĩ. Thiên can Bính Đinh thì không hại, không xung, không khác gì nhau, nên là ok, công việc cũng sẽ tốt đẹp như tháng 7, không có cái diễn biến gì quá phức tạp ở trong cái tháng này. Dù là tháng Trung Thu, tháng của trẻ em, ở tuổi của mình, tuổi 36 thì anh nghĩ là con cái đang ở cái tuổi 5-6 tuổi, đây là tháng vui vẻ nhiều trong gia đạo. Vì sao? Vì Dần Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, tốt đẹp hơn nhiều so với cái tháng 7. Ngon lành ha. Rồi tiếp theo là tháng 9. Tháng 9 âm lịch đó là tháng Mậu Tuất, mà tháng Mậu Tuất á, là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng á, là hỏa, mộc của tháng sinh hỏa, bổn mạng được tương sinh, tháng sức khỏe và bổn mạng sẽ tốt. Khi mà bổn mạng được tương sinh á, phúc tinh và tài tinh của trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn sẽ phát huy tác dụng tối đa, và nó sẽ làm cho phần nào đẩy lùi những cái phá và bại tinh đi. Rồi thiên can Bính Mậu thì không xung, không hại, không hình, không có tương khắc nhau, đây là cặp thiên can tốt đẹp cho các công việc. Tuy nhiên nạp âm của Bính là hỏa, nạp âm của Mậu Kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm của hành sinh xuất, có thể là tháng này có suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là mình đầu tư. Anh nghĩ tháng này nếu như là anh thì anh sẽ bỏ tiền đầu tư, thí dụ như mà các em nào mà có mê đất, tháng này bỏ tiền đầu tư mua đất là ok nhất. Anh theo anh là như vậy ha. Địa chi Dần gặp Tuất là nằm trong bộ tứ hành, nằm trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất. Bộ này ok về gia đạo tình cảm, thậm chí là tốt cho cái mối quan hệ xã hội. Tháng này rất tốt đẹp nếu xét về cái tổng thể là sao? Bổn mạng được tương sinh, tháng là tam hợp, chỉ có thiên can bị sinh xuất để mà tốn hao tài lộc thì thôi, nếu mà đầu tư tài lộc nữa thì tháng này rất là dễ gặp nhiều cái thuận lợi trong làm ăn. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi cũng là một tháng mộc nữa. Như vậy xét về trụ mạng thì sao? Thì mộc sinh hỏa, bản mệnh và sức khỏe tốt đẹp, không có vấn đề gì mà để mà chê trích ở trong cái việc này. Rồi khi mà cái bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh, tài tinh nó sẽ được hưởng lợi và nó phát huy tác dụng của nó tốt đẹp, đúng không? Địa chi Kỷ Bính không xung, không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đây là tháng cũng tiếp tục giống như tháng 9, khi nạp âm ngũ hành của Kỷ vẫn là thổ, Bính Đinh vẫn là hỏa, cho đây nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Tháng này tiếp tục là một tháng suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là có cái sự tính toán trong công việc, mọi thứ để mình đầu tư. Địa chi thì tháng này còn tốt hơn tháng 9 nữa, khi cặp địa chi dần hợi, nó nằm trong bộ tứ hành xung dần thân tỵ hợi. Nhưng cái bộ tứ hành xung này rất đặc biệt, dần hợi là lục hợp luôn. Mình tuổi dần gặp tháng hợi, cho nên đây là lục hợp. Chừng nào mình tuổi hợi gặp tháng dần, mình đó ngược lại á, thì nó mới là xung. Nó đặc biệt chỗ đó. Thì đây là mệnh tử vi lục hợp với tháng, thì đây là tháng tốt đẹp cho gia đạo tình cảm, các mối quan hệ trong xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn, nhiều thuận thành hơn. Như vậy tháng 9 tháng 10 năm này nếu như các em muốn đầu tư thì lớn, thì đây là hai tháng mà mình nên đầu tư, có nhiều thuận thành hanh thông, đặc biệt là về mặt thổ của mình, mộc sinh hỏa, hỏa là mình sinh thổ, rất là lợi ha. Rồi tiếp theo là tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 âm lịch chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là sao? Là mộc, là hỏa của các em sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mệnh và sức khỏe bị suy yếu, không tốt cho sức khỏe cho lắm. Rồi thiên can chữ Bính của tháng, chữ Bính của các em sẽ khắc chữ Canh của tháng, thiên can khắc tháng. Công việc rất dễ gặp chuyện khó khăn chống phá, cẩn trọng ký tá giấy tờ nếu không muốn là suy hao tài lộc, tốn kém, không tốt đẹp. Thiên can như vậy nhưng mà địa chi thì dần với Tý, tự chủ bình hòa, không hình không hại, không xung khắc nhau, cho nên cái tháng này thì gia đạo tình cảm cũng không có gì là quá lớn lao, quá khó khăn đối với tuổi của các em. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Tân Sửu luôn của năm Tân Sửu. Dĩ nhiên tháng Tân Sửu là một tháng Thổ nữa. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu thì tháng Thổ của năm Thổ. Như vậy xét về mệnh, bổn mệnh thì bổn mệnh của mình tiếp tục là sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm. Người mệnh hỏa mà. Rồi thì khi mà bổn mạng bị sinh xuất, phúc tinh và tài tinh nó cũng suy yếu đi một chút. Tuy nhiên tháng này thì không lo về tài lộc, về công việc mọi thứ. Vì sao? Vì chữ Bính của Bính Dần sẽ hợp với chữ Tân. Đây là cái bộ thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc rất dễ hanh thông, thậm chí là có tài lộc lớn của người Bính Dần các bạn ở trong cái tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 này. Rồi còn phần địa chi thì Dần và Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên tốt đẹp, mọi thứ không quá gì là khó khăn ở trong cái gia đạo tình cảm mọi thứ, hoặc là đối tác công việc, đúng không? Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng những cái kiến thức cơ bản về tử vi cũng như vận hạn những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh nhiều cái sự tốt đẹp về công việc làm ăn thì vẫn còn đó những khó khăn ở trong các tháng bị bổn mệnh của mình, đặc biệt là 6 tháng cuối năm bổn mệnh của mình chỉ có hai cái tháng 7 và tháng 8 là tốt đẹp thôi. Tháng 9, tháng 10 và tháng 11, tháng 12 thì đều là hai tháng không chỉ có hai tháng cuối cùng là tháng 11, tháng 12 là không tốt đẹp gì bổn mạng thôi. Tuy nhiên là đây là một năm mà có cái sao Thủy Diệu ở chiếu mệnh, cộng với cái hạn toán tập thì cần để ý nhất là các cái chuyện mà về gia đạo tình cảm của mình nhiều hơn là phần công việc. Đối với người Bính Dần thì định duyên đã khó, giữ duyên càng khó hơn, cho nên các em nên suy giảm bớt, tinh giảm bớt cái sự nóng nảy, bồng bột của mình ở trong mọi việc để có một thành công. Hy vọng rằng những kiến thức anh vừa tổng hợp và chia sẻ sẽ giúp được các em có một cái năm thành công tốt đẹp của năm Tân Sửu năm 2021. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.